Rồi, vào vị trí. Nghỉ. Nghiêm. Châu cơ. Châu. Thôi. Hồi càng thứ nhất. Sao lâu quá vậy? Bấm phải cho đều. Lại. Hồi càng thứ nhất. Hồi càng thứ hai. Hồi càng thứ ba. Châu cơ. Châu. Rồi, đề máy. Sao không đề? Minh ơi, nãy giờ bấm quá trời xe hết bình rồi. Thì mày đề đi. Đề đâu vậy? Rồi, xong. Nghỉ luôn. Nghỉ. Rồi, còn chần chờ gì nữa thì trước mặt anh em thì anh em đã biết rồi, đây là con MT09. À, Minh như Minh đã hứa với anh em là Minh đã nói là cố gắng hầu như là rất lâu luôn, cố gắng mua cái con này về review cho anh em. Thì hiện tại đã mua được rồi, mà đáng tiếc là mua về xong rồi bạn của Minh mua lại luôn. Đó, thì thôi quay review cho anh em, dù sao nó cũng là ở chung với mình vài ngày. Đó, nhưng mà với cái Minh thì Minh thích là mình mua xe về để review cho anh em nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì á, xe của mình thích làm gì mình làm, hiểu không? Nhiều khi á, mà ra mượn xe của người khác á, rất là khó khăn luôn. Lỡ mà chạy một xíu thì mất đi tình nghĩa anh em hả? Mà đa số mà xe á, thì anh em xem cũng đã biết rồi, thì xe của mình mua về mình review. Thì để không chần chờ nữa thì cho anh em nghe tiếng bô con xe này trước đi, rồi anh em mình tính tiếp ha. Thì con xe này đã được độ bô lại rồi nha, full bộ cổ titan. Còn bô zin của nó là bô đúc gầm, anh em cứ hình dung đi. Đó, thì con này cái điều đặc biệt nhất của nó là nó chỉ có ba máy thôi nhưng mà vẫn lực. Rất là lực luôn. Đây. Cho anh em nghe tiếng bô trước rồi tính cái gì tính ha. Đó. Hồi càng thứ nhất. Dạ dạ. Rồi, thì cái điều đầu tiên thì anh em mình vô cái đầu đèn trước đi ha. Thì cái đầu đèn con này á, thì anh em nhìn, anh em mà chơi xe, mới chơi xe á, thì bên mình thì hồi trước có bán con MT15 á. Thì đầu con MT15 nó giống con này ha anh em ha. Ở bên trong nó có 4 bi cầu nè, bi cầu mini nè. Nhìn nó giống như trong phim Transformer Robot á. Nhìn rất là đẹp, rất là phá cách luôn, kiểu đầu rất phá cách. Và cái kiểu đầu này hiện tại đang rất được ưa chuộng luôn. Trên các dòng MT đời mới bây giờ, MT15, MT03 mới đều có hết nha anh em. Nó rất là ok, kiểu đầu này rất là đẹp. Rồi tiếp theo quay vô cho anh em. Nhiều anh em mới chơi xe thấy cái phục màu đen đen thì sẽ nói là cái phục thường, phục cùi bắp. Nhưng đây anh em, phục đây là phục upside down. Những anh em hay nhầm tưởng trên những con R15 á, là đây là phục đen là phục thường, bản thường. Phục vàng mới làm đỉnh đó, mấy anh em sai lầm nha. Mấy anh em xem kênh mình thì anh em phải biết phân biệt đâu là upside down. Upside down có rất nhiều màu, màu đỏ, màu trắng, màu bạc, màu nói chung rất là nhiều màu tùy theo sở thích.
của mỗi xe nó ngầu hay không ngầu, chứ không phải cầm gặp cái màu đen là phán là phục thường đâu nha. Thì những con này thì để trang bị ABS thì anh em cũng đủ hiểu rồi. Ở đây là có lên đèn LED nè, đèn LED L4. Nói chung là chủ xe lên đồ rất là xịn sò, anh em nhìn là anh em biết thì ABS đương nhiên phải có. Đặc biệt con này ô đo chỉ mới 4.000 thôi, anh em thấy mình xăng xe hay không? Rồi tiếp theo là mình sẽ cho anh em xem một cái gì đó đặc biệt, đó là cái đồng hồ của nó rất là khác lạ với những cái dòng xe mà anh em hay coi, đó là nó nằm chính giữa đó. Cái những cái đồng hồ mà anh em những cái con MT đồ hay những dòng xe thường thấy nằm giữa, con này nằm phía bên tay phải, nhìn đã đâu, nhìn hay không cameraman? Có cái này có wood ship nè anh em nè, đó wood ship nè. Cái này gọi đọc là hỗ trợ bám đường nè. À, đọc tiếng Anh là cái gì đó mà theo mình dịch đó là hỗ trợ bấm đường. Rồi ABS nè, rồi báo như bình thường nhưng mà cái đồng hồ rất là phá cách luôn đó. Con này có mode chạy luôn nè anh em, để mình chỉnh mode chạy cho. Đây mode mở cho anh em, mở anh em coi là ba mode chạy nè đó. Đó. Rồi traction control nè, đó. Nói chung là nó hỗ trợ bấm đường á, cái traction control này á là hay anh em hiểu nam na là nó hỗ trợ cho mình bám đường, dù cho cái đường có mặt bằng gồ ghề hay là cái gì đó. Anh em muốn nghiên cứu cái này á là anh em phải lên Google, anh em search, anh em nghiên cứu thêm. Đó là cái công nghệ này nó đã có trên những cái con xe hơi rất là lâu rồi, và bây giờ mô tô phân khối lớn chiếc nào nó cũng được hỗ trợ này hết, rất là đã đúng không? Thì con này thì anh em thấy nó ba máy, nó nhưng mà dung tích của nó là 847 phân khối, nghe đâu là nó tới 115 mã lực, còn cái trọng lượng của nó là tầm 195 kg tới 193 trong cái khoảng đó, tùy anh em đổ xăng hay là gì nữa nha. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi thử cái chiều cao của con xe này. Với một người 1m7 như mình có dễ chạy không? Thì ở con xe này cái điều đặc biệt anh em biết là con xe này nó đã hạ bớt 4cm, 3-4cm rồi. Chứ mà xe zin của nó, mình đã từng chạy xe zin rồi, thì 1m7 là có thể nhón luôn, phải 1m75 chạy mới ổn nha anh em. Còn con này khi đã hạ bớt thì nó cho người trung bình 1m7 thì mình chống rất là thoải mái đó. Mà xe zin nó là cao lắm nha anh em. Rồi với cái bình xăng này 14 lít thì anh em có thể đi vi vu luôn, 14 lít cho ba máy, anh em có thể đi rất là vi vu, ngồi lên con xe này rất thoải mái. Con này á, cái ga đầu rất là mạnh nha anh em, nó rất là mạnh cho nên nó sẽ chỉnh được nhiều chế độ, anh em sẽ chỉnh theo mode anh em chạy để cho nó đỡ bị bốc đầu. Ở con xe này nó có ba cái chìa khóa luôn nè, quay cho anh em xem ba cái chìa khóa luôn. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Xe mới nó là vậy đó, để xăng được những con xe mới thì cực lắm. Vừa xăng xong là quay cho anh em luôn á, không có nghiên cứu gì được con xe này luôn. Tại hồi trước mình có đi rồi. Ở đây là có cái trợ lực là rất là đẹp, rất là xịn sò luôn nè anh em. Quay cho anh em xem. Olin. Quay gần luôn, quay cận luôn cho anh em xem, bấm nét luôn cho anh em xem. Anh em ngắm xe. Mình là chỉ là người chạy xe thôi. À, mình đưa ra cái cảm nhận của mình mua xe về mình chạy thôi. Còn nói về cái thông số kỹ thuật máy thì cái đó để cho những anh sửa xe là mấy anh sẽ nói ha. Đó, về cái phần máy này, cái máy này cũng rất là đặc biệt, anh em có thể tìm hiểu thêm. Cái này mình quay nhanh cho anh em xem. Với cái yên này mà chở người phía sau rất là ok, yên liền rất là đã. Ở đây có lên thêm bát chở đồ nữa, chắc rất là chắc chắn, xe này đồ chơi chắc chắn ha. Và ở đây anh em biết mình thích cái này không, cái này ai cũng thích nè, mình có lướt xem thì ai cũng thích cái này, đó là cái chắn bùn. Cái chắn bùn của hãng người ta làm sẽ rất là chắc chắn, và cái này anh em cũng rất là khó mua, đặt rất là hiếm nha anh em, nó rất là chắc chắn luôn. Hưng, em thử tới em đè xuống hả, đè thử coi, mình test luôn đi, xe của mình mà, em cảm thấy sao? Cứng lắm không? Cứng rồi. Em đập cũng không bị gì luôn á? Không cũng kinh. Thấy không anh em, cái lợi thứ nhất đó là khi xe mình mua về mình thích làm gì mình làm, mình test được, chứ bây giờ mượn xe của người khác thì mình cũng thấy ngại đó, cho nên chơi luôn. Ở đây cái đuôi đèn hậu nè, đèn hậu của nó thì ở đây mình thấy là có 6 bóng led nè. Bên đây cái bóng led của nó màu dài dài á, dài dài nhìn nó chất lắm kìa. Nó mở xi nhan thử anh em coi, anh thắng, anh thắng, thấy thấy sáng không?
Đó, Thắng lấy sáng không? Rồi xin nhanh qua đây. Xin nhanh hãy nằm dưới đây. Cái này mà tích hợp lên đây thì ok nè ha. Anh em nhìn thấy mình nó đúng không? Cái này mà tích hợp vô đây là ok. Nhưng mà khi tích hợp vô đây anh em biết bất lợi của nó là gì không? Là khi anh em đi tu xa á, người phía sau người ta không thấy mình. Để đèn ra giày nè thì mới thấy. Chứ anh em tích hợp vô đây thì anh em chỉ đi thành phố hoặc là anh em không chở đồ. Khi anh em chở đồ cái này nó nằm hết tầm nhìn rồi. Đi tu đông đen người phía sau á, đâm lên người ta sẽ không có biết mình xi nhan đang trái hay phải. Nói chung tích vô thì đẹp, nhưng mà cái này thì nó sẽ an toàn cho chính bản thân mình hơn nha anh em. Một cái bộ a rau thì thôi quá ok. Chủ trước rất là kỹ luôn. Chống đổ trước, chống đổ sườn, chống đổ sau. Quá tuyệt vời luôn. Một con xe này. Cho nên bạn mình thấy là bạn mình lụm liền luôn á, không chần chừ luôn. Không chần chừ nè. Xe Oda 4000 thì cái vỏ á, nãy giờ mình chạy ra đây thì nó dơ, vỏ phải còn chỉ này nọ nè. Mình có đăng con này lên TikTok thì mấy anh em lại nói á, MT09 làm gì có xe Oda 4000, xe này 2020 mà mới mua đây mà anh em. Đâu phải là mấy anh em bị kiểu như là nhiều anh em bán xe họ bùa quá, cái anh em suy nghĩ ai bán xe là cũng này nọ kia khác hết á. Đó, đó cho nên vậy. À, quên chứ, bây giờ còn cái cuối nè. Cho anh em phải gọi là sao? Cho anh em xem đèn trước. Đẹp không? Bây giờ trời quá nắng thì mình không có thể chạy một vòng cho anh em xem được. Để hôm nào rảnh á, nói chung là gì nè, thực chất luôn là mình vẫn rất là muốn cầm con xe chạy vòng vòng ngoài đường cho anh em chơi làm kiểu vlog này nọ. Nhưng mà thực sự anh em mà nói luôn là không có thời gian đi luôn anh em. Thực sự mình mua xe về mình chưa có thời gian để mà mình chạy đi đây đi đó luôn. Chưa bao giờ mà chạy đi được, không có thời gian chạy. Nó giờ dắt ra quay clip xong rồi đem vô lại nè. Không có thời gian mà để chạy vòng vòng làm vlog cho anh em xem. Nó nói mà khi nào mà có thời gian thì mình cũng sẽ cầm cái GoPro để quay cho anh em xem rồi chơi coi cho nó vui. Đó là một cái lý do là nhiều anh em hỏi sao mình không quay kiểu đó. Tại vì mình không có thời gian xong rồi mình quay. Mình muốn quay cho anh em ngắm xe thôi. Với lại trường phái của mình đó, mỗi người chơi xe có mỗi cách riêng. Trường phái của mình là thích những chiếc xe đẹp. Và để dựng lên mình ngắm nó. Đó, mình tìm hiểu về nó. Còn có những trường phái gọi là trường phái phá xe, mua về là phải chạy ra đường thể hiện cho mình có mô tô. Đó là những trường phái đó. Rồi có những trường phái là người ta mua về để người ta chạy trải nghiệm những cung đường đẹp. Có rất là nhiều trường phái chơi xe. Đó, và mình theo cái trường phái là thích xe đẹp và để chân. Đó, cho nên nhưng mà mình vẫn thích chạy nha. Nhưng mà có thời gian mình sẽ cố gắng làm clip, những clip chạy cho anh em xem. À, quên test cho anh em coi hai cái L4 nữa. Anh em tin không? Anh em tin không? Nhân viên mình nó còn rành hơn mình luôn. Tại vì khi đem xe này về là nó test, chứ mình không phải là người test. Ra cầm máy cho anh Thi mày test coi. Giờ mình không biết cái công tắc đèn chợ sáng nữa anh em tin không? Mình mua xe mình còn không biết cái công tắc chợ sáng để đâu, vô mở giùm anh cái. Nó là người test đầu tiên luôn á anh em. Có tích hợp vào đây thôi. Nó tích đèn chợ sáng là tích hợp vào cái bát xin luôn. Bát xin luôn, rồi. Thầy rồi. Mới đề được à? Thì à, đề máy xong mới mở được hả? Đúng rồi. Hay à? Thấy không anh em? Là trước khi mua xe này là em là người test đầu tiên. Đúng rồi. Xong rồi rửa ráy nó, xong rồi mới đem ra giao cho anh. Đúng rồi. Ghê không? À. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà xe nào cũng chạy được. Mình huấn luyện mà lên đi, lên ngồi chạy vòng, xe nào cũng chạy được hết đó anh em. 1m6. Xe nào cũng chạy được hết đó, quan trọng là cái trình độ thôi. Mình là lúc đầu mình cho nó chạy những con, lúc đầu anh cho em chạy con gì? R15. Rồi con gì nữa? Con CBR. Rồi tiếp theo. Rồi tới R3. Rồi tới CBR250. Rồi cái con mà gần đây nhất. Rồi Z800. Rồi Z9. Rồi CB1000. Rồi tới H2. Rồi tới con này đó là mình đào tạo từ từ lên mới chạy xe rành và nó sửa xe rành được anh em. Nó biết hết những cái chức năng trên xe đó thì mình giao hết.
cái kính là còn gập được nữa nha. Ừ, thấy chưa? Được cái này. Thật, anh em tin không? Đó, giờ cho anh em thấy người mua xe còn chưa trải nghiệm bằng người người ấy luôn á. Mình chưa trải nghiệm được, tại vì không có thời gian, anh em làm rất là nhiều luôn, nhiều việc lắm. Rồi, thì nãy giờ giới thiệu những lời chân thành luôn, có sao nói vậy cho anh em xem đó. Rồi, hết rồi đó. Rồi, mở bình xăng luôn cho anh em xem cho đủ bộ nè. Đó. Rất là mới, rất là càng. Thì nói chung, để tìm được xe đẹp này thì mình có một người anh giới thiệu á. Anh của mình đi giới thiệu kèo mua cho mình á. Rồi, ok anh em. Vậy là xong ha. Anh em nhớ like, subscribe cho kênh của mình để mình có động lực kiếm nhiều xe về quay cho anh em chứ. Chứ anh em không có subscribe mà sao mãi được. Nhìn cái cổ bô đẹp ghê không? Titan lên, đẹp lên luôn á. Đúng là Titan lên, nhìn nó hợp với cái màu xanh này. Màu xanh này nó hợp với cái màu Titan lên là đúng bài luôn. Ok anh em, nhớ like, subscribe cho kênh của mình Biker nha. Xong, một em MT09.